Chúng tôi là Thạc sĩ An Trần, một thành viên của Liên danh Quyết Tiến. Quyết định tham gia vào Liên danh vì chúng tôi muốn giúp cho cộng đồng Việt Nam tại Houston và các vùng lân cận xây đắp cuộc sống ngày càng thịnh vượng và hạnh phúc hơn.